Xin chào các bạn. Trong cái phần mà AT89C52 giao tiếp với leader á, thì mình sẽ đi vào cái bài số 3 là viết chương trình là chớp tắt 4 led ở cái chân là B1.0, B1.1, 1.2, 1.3 của bọc 1. Thì cái hướng xử lý của mình cũng vẽ sơ đồ nguyên lý như vậy. Thì mình vẽ sơ đồ nguyên lý là mình sáng 4 led này ở mức 1 và tắt 4 led này ở mức 0. Rồi lưu đồ kỹ thuật thì là mình vào nè, mình sáng led nè, led 1 đến led 4 nè, sáng mức 1, rồi delay để mình nhìn thấy cái thời gian sáng của led, rồi sau đó là tắt led, gửi mức 0 ra tắt led, rồi delay để nhìn thấy led tắt, rồi mình quay lại, rồi mình cho nó chớp tắt hoài trong cái vòng lặp quay. Rồi thì mình dưới code thôi, thì các bạn cũng chú ý cho mình là vị trí của từng chân và cái cách mà mình gửi giá trị ra cái bọt. Rồi các bạn vào cái chỗ mà cái lập trình AT89C52 này các bạn, cái vào phần 1 giao tiếp leader nè. Đó, mình sẽ copy cái bài số 2 này ra thành là cái bài số 3. Đấy, mình sửa lại thành cái bài số 3 của mình. Rồi vào đây bạn mở cái phần mô phỏng lên luôn. Rồi mở cái phần code lên luôn. Rồi đầu tiên mình sẽ chỉnh sửa cái sơ đồ nguyên lý các bạn. Rồi con led mình sẽ là sáng mức 1 và tắt mức 0, các bạn Ctrl S sao lại. Rồi mình qua cái phần mềm viết code mình sẽ chỉnh sửa trong cái main này. Cái delay.c và delay.h này và cái main này, cái main.h này mình không có thay đổi á. Thì mình để nguyên, mình sẽ chỉnh sửa trong cái main.c thôi. Mình không khai báo luôn. Bây giờ mình sẽ mình sẽ gửi dữ liệu thẳng ra cái bọt 1 luôn bạn. Thì các bạn nhìn thấy cái sơ đồ nguyên lý của mình nè. Từ cái B1.0 đến B1.3 thì là 4 bit thấp. Thì ở đây mình sẽ là có là cái bọt thứ nhất nè. Bọt 1 nè là gán là 0 x nè, 0 0 f. F là viết khoai hoặc viết thường đều được. Thường là mình viết hoa cho mình nhìn cho nó đẹp thôi. Thì cái B1 mà cái bằng 0 x 0 f này bằng thì nó có thể bằng là 0 b nè. Rồi 0 0 0 rồi 4 số 1 phía cuối đó. Thì là mình chú thích là gửi mức 1 ra cho 4 led sáng. Đó, chưa? Rồi mình delay, rồi mình cho led tắt. Tại mức 0 á, thì ở đây mình gửi ra 0, 0 luôn. Đó. Rồi mình reset nè, mình biên dịch. Nó không có báo lỗi gì hết. Rồi mình qua cái phần mềm vẽ cái sơ đồ nguyên lý của mình á. Mình sẽ load cái file head đó lại. Đây, file head ở đây. Khi mà bạn cùng một cái sơ đồ nguyên lý và code cùng một folder của bạn. Đây là bài 3 giao tiếp bullet đơn nè. Thì nó sẽ tự động link đến cái file main.head của mình. Rồi, ok. Rồi, biên dịch. Nó chớp tắt cho mình nữa, thấy chưa?
Đấy thì chương trình cũng đơn giản thôi bạn. Đầu tiên bạn gửi cái mức 1 cho 4 led sáng nè. Cái F á, là 4 số 1 mình là 4 cái bit thấp nè. Còn 4 số 0 là bit cao á, là từ B1.7 cho đến là 1.4 á. Thì mình không có gửi ra mức 1 ra. Mình chỉ gửi ở 4 bit thấp thôi. Đấy xong rồi là mình mở, mình gửi cái 4 cái bit thấp mức 0 ra cho led tắt. Đấy. Thì chỗ này mình chú thích luôn, các bạn muốn chú thích thì bạn chú thích ở đây. Để chú thích là để mai mốt mình cái viết chương trình mà lớn các bạn, để mình quay lại để mình nhớ thôi.